Đây là thành phẩm của mình sau khi làm xong các bạn nhé. Khi mình làm xong rồi mình sẽ xếp ra đĩa này. Thì các bạn như vậy là mình đã được một đĩa gà nướng nhé, bằng chảo rất là đơn giản như thế này ạ. Các bạn có thể làm để cho gia đình nhà mình thưởng thức ạ. Lúc trước ấy thì mình sợ nướng nó cháy, mình sẽ không cho tiêu. Bây giờ thì mình sẽ cho một chút hạt tiêu lên trên các bạn nhé, để cho nó có thơm của mùi tiêu và hơi cay cay một chút. Nếu mình mà cho vào lúc đầu ấy thì nó sẽ làm cho cháy, sẽ làm không tốt cho cơ thể chúng ta nhé. Và các bạn rắc cho mình một chút vừng trắng nữa ạ, vừng rang rồi các bạn nhé. Đây là thành phẩm của mình sau khi làm xong ạ. Và bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món gà nướng bằng chảo nhé với mình ạ. Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một món ăn, đó là gà nướng bằng chảo nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái đùi gà như thế này. Mình lấy cả phần đùi và phần đùi trên nhé. Và bây giờ mình sẽ lọc cái phần thịt này ra để mình thái ra nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình 4 đĩa tỏi, 1 củ gừng và 1/4 củ hành tây. Không có hành tây thì các bạn có thể dùng bằng hành lá nhé. Trước tiên thì mình sẽ lọc cái phần thịt gà này ra. Gà các bạn rửa sạch cho mình đi và mình sẽ lọc để mình bỏ cái phần xương này đi. Các bạn mà có nồi chiên không dầu ấy thì các bạn có thể dùng bằng nồi chiên không dầu cũng được nhé. Còn không có thì mình chiên bằng chảo chống dính cũng được. Tức là mình nướng ấy, không cần phải cho dầu ăn cả. Thế các bạn mình lọc xong hết phần thịt rồi nhé. Đây chỉ còn cái xương này thôi. Cái xương này các bạn có thể dùng để mình nấu canh đỗ cũng được, hoặc mình nên luộc lên mình gỡ nốt cái phần thịt cũng được nhé. Đây ạ, cái phần thịt này bây giờ mình sẽ thái ra thành từng miếng các bạn nhé. Thank you.
các bạn lật cho mình phần tỏi để cho vào đây. Gừng các bạn thái cho mình. Các bạn sẽ ướp cho mình vào đây phần nước tương nhé. Hai thìa nước tương các bạn ạ. Một thìa dầu hào. Một ít rượu trắng các bạn nhé. Các bạn trộn đều lên cho mình. Mình sẽ ướp khoảng 1 giờ nhé. Sau đó thì mình sẽ cho vào chảo nướng. Các bạn có thể xiên mình xiên hoặc là mình nướng theo như thế này cũng được. Hoặc là các bạn có lò nướng thì mình sẽ đổ vào nướng là mình nướng thôi. Đây các bạn, sau khi mình để được 1 giờ rồi các bạn nhé, nó đã ngấm gia vị vào rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên chảo là mình có thể nướng được ạ. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp, chỉ cần chảo nóng lên là các bạn sẽ cho mình vào nhé. Mình nướng như thế này thì các bạn nướng với lửa nhỏ thôi nhé, đừng cho lửa to quá thì nó sẽ làm cho thịt của chúng ta cháy mà lại không chín. Mới đầu á, cái phần thịt này nó vẫn còn ra nước các bạn ạ, sau đó thì nó sẽ khô lại nhé. Thì được, mình cứ thêm một chén nữa. Giữa này là nóng nhất rồi. Mình sẽ cho nó vàng thêm một chút nữa các bạn nhé. Lật những cái miếng nào mà nó ở, mình sẽ cho vào giữa này. Các bạn chuẩn bị cho mình cái đĩa nhé. Và mình sẽ xếp lên đây một ít rau xà lách ạ. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái phần gà của mình nướng đã được chưa nhá. Mình cho lên trên này. Đây các bạn, khi gà mình nướng nhá, như thế này nó đã vàng ngon rồi. À thôi nhá, không thể nướng nữa nhá.
không cần phải dầu thì cả các bạn tương đương với nửa vừa phải là nó sẽ tự ra rồi. Các bạn thích có thể làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.